Xin chào quý vị các bạn, đây là bộ đề của âm ly để nó làm nhiệm vụ cái đám cưới. Nên hôm nay tôi có thử cái này, nhưng mà có lẽ vì các cái lỗ mic lớn để điều khiển để mà cho âm tăng âm đấy lên đấy, nó được cấu tạo như đàn đấy chuột xác à, mà nó quá nhẹ nhàng. Cái này nhà này nhà của đám cưới, các nút được điều chỉnh rất bài bản đấy. Có lẽ chắc cái này thì quý vị cũng chẳng lạ gì. Hôm nay tôi sự khui ra như thế nào đấy, có lẽ là đấy. Tôi khui ra đây, các lỗ đây là phích cái, đây là phích đực. Đây, phích đực nó được điều chỉnh các cái nút Outlook City Audio, điều khiển rất lớn từ 1 cho đến 12. Nó có hai nút là mic F. Cái này họ đưa đến cho tôi vậy thôi, tôi chưa biết là bánh gì, bởi vì họ cần họ đúng rồi đấy. Quá là nhiều vít. Đây các bạn thấy đấy, một bộ lọc kinh khủng. Đây là thuộc vào bộ lọc xì rất là hoành tráng, nó được lọc cho mic rất là các bạn thấy đấy, có hai tọt như thế này. Đây tôi vừa mới biết nó hỏng đây. Đây cái này thì đơn giản thôi, nhưng chúng ta xem cái bên trong cho biết thôi. Cái này hỏng lỗ cắm vào âm thanh. Đấy, bên trong các bạn thấy đấy, nó có từng lớp của các điện trở của các cái con IC. Đây là IC, dàn IC này. Đấy, được các cái IC dán. Đấy, rất nhiều IC. Ở bên trên thì các nút điều chỉnh là chủ yếu đó, điều khiển. Đây, cái này hỏng ở đây. Hóa ra đường vào AV. Nó đây là giảm từ tín hiệu vào đấy, đây vào vào cho bộ lọc xì đấy.
dắt cám lên các cái lỗ mic ở bên trên này. Đây các cái toàn bộ các cái ổ mic khích đực của cái nhầm thế này, còn dưới này là bộ lọc. Nó có lọc đến 14 tầng mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, tức là hai cái bộ lọc đó. Lọc lọc cửa trái cửa phải. Đường vào nữa. Ôi, nó đi chưa? Đấy tôi đã gắn vào rồi, đây rồi mà chỉ còn gặm vào đây nữa thôi. Đấy nó cái này thì đơn giản đấy, chủ yếu là hỏng cái bộ AV này này, cho nên nó bị gãy, cho nên tôi có thể đây 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 là cái bộ tôi đã gắn kết lại đây đấy, đây nó lại đây và tôi đang đổ keo. Cái này có cục biến thế đây, nó biến thế của nó tôi mở ra các bạn xem. Nó có bộ nguồn riêng của nó, đây có nguồn cấp cho nó là bao nhiêu vô này. Tôi quay ra các bạn có 5 5V, 15V đất và âm 15V. Thế bộ nguồn của nó các bạn thấy chưa, nguồn của nó có nguyên một bộ riêng, nguồn riêng ở đây. Bạn thấy nguồn riêng cho cấp tầng vốn thôi, còn đây là cái đấy các bạn thấy đấy, các bộ điều chỉnh của nó như thế này. Đây, đây đấy nó còn chân như thế này để điều chỉnh để bột, nó như một bộ xe ca thôi. Nói chung điều chỉnh âm lượng làm sao cho tốt, bởi vì cái này đám cưới thì họ phải cần những thứ như thế này, còn nếu mà gia đình dùng như loại thế này cũng rất chi là tốt. Điều kiện không ấy, bởi vì cái bộ lọc này cũng nhiều tiền đấy. Hãy